quý vị đến tham dự lễ trao quyết định niêm yết và ngày giao dịch chính thức cổ phiếu LMH của công ty cổ phần Landmark Holdings. Đây là sự kiện vô cùng quan trọng và đầy ý nghĩa đối với quý công ty cũng như cộng đồng nhà đầu tư, mà chỉ ít phút nữa 23.300 cổ phiếu LMH sẽ chính thức được chào sàn với giá tham chiếu phiên giao dịch đầu tiên là 11.200 đồng. Đồng thời, công ty cổ phần Landmark Holdings sẽ trở thành thành viên chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay, về phía khách mời, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Trung Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị Sen Group. Về phía công ty cổ phần Landmark Holdings, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ông Lương Quang Vinh, chủ tịch hội đồng quản trị. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Tùng, tổng giám đốc. Về phía sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu ông Trần Tuấn Vũ, phó tổng giám đốc. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Liên Sơn, phó giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết. Ban tổ chức cũng vui mừng giới thiệu sự có mặt của các lãnh đạo công ty, thành viên trong hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban kiểm soát công ty cổ phần Landmark Holdings, các đối tác khách hàng cũng như các đơn vị truyền thông đã đến tham dự sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Để mở đầu chương trình, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Liên Sơn, phó giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, lên phát biểu khai mạc và công bố quyết định niêm yết. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa quý vị đại biểu, hôm nay Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng tổ chức buổi niêm yết và phiên giao dịch đầu tiên trong cổ phiếu của công ty cổ phần Landmark Holdings. Trước hết, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt chúc mừng công ty cổ phần Landmark Holdings gia nhập hạng sàn OC, vinh dự trở thành công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty cổ phần Landmark Holdings hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm xăng dầu, hóa chất. Trong những năm gần đây, công ty đã mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Ngày 8/5/2018, công ty cổ phần Landmark Holdings đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau quá trình thẩm định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/10/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 389 về việc niêm yết cổ phiếu của công ty cổ phần Landmark Holdings với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.200 đồng trên một cổ phiếu và biên độ giao dịch tổng giá cộng trừ 20%. Sau đây tôi xin công bố bản văn quyết định chấp thuận niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2/10/2018. Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định số 389 về việc niêm yết cổ phiếu. Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ luật chứng khoán số 70 ngày 29/6/2006 và sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán số 62 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ nghị định số 58 ngày 20/7/2012 và nghị định số 60 ngày 26/6/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 58 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán. Căn cứ thông tư số 202 ngày 18/12/2015 và thông tư số 29 ngày 12/4/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 202 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, xét hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu công ty cổ phần Landmark Holdings theo đề nghị của hội đồng niêm yết, quyết định điều 1 chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho công ty cổ phần Landmark Holdings tên tiếng Anh Landmark Holdings Joint Stock Company, tên tắt Landmark Holdings LLC, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 03118039555 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/5/2012, thay đổi lần 19 ngày 17/11/2017. Trụ sở trên 132 Hàng Nghi, phường Bến Thành, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, vốn điều lệ 233 tỷ đồng. Điều 2, cổ phiếu công ty cổ phần Landmark Holdings niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo các nội dung sau: một, loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông; hai, mã chứng khoán LMR; ba, mã chứng khoán VN00000LMR1; bốn, mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng; năm, số lượng cổ phiếu 23.300.000 cổ phiếu;
6 tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá 233 tỷ đồng. Điều 3, công ty cổ phần Landmark Holdings phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các quy định của quy định này. Điều 4, quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5, quy định này được thành lập 4 bản, công ty cổ phần Landmark Holdings giữ 1 bản, Ủy ban nhân dân chứng khoán nhà nước giữ 1 bản, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam giữ 1 bản, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giữ 1 bản. Xin chúc mừng và nhiệt liệt hoan nghênh công ty cổ phần Landmark Holdings. Kính thưa quý vị, việc tham gia niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của công ty. Qua đó, công ty sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm từ chủ đầu tư, giúp công ty có nhiều nguồn lực hơn trong việc huy động vốn để phát triển hoạt động kinh doanh. Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cũng hy vọng sau khi niêm yết, công ty cổ phần Landmark Holdings sẽ thực hiện nghiêm túc các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đặc biệt các quy định về công bố thông tin, công khai minh bạch tình hình tài chính và tình hình hoạt động để công bằng củng cố hình ảnh của công ty trên thị trường chứng khoán. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố niêm yết của công ty cổ phần Landmark Holdings trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán LMO. Chúc cho công ty ngày càng phát triển bền vững, hoạt động hiệu quả, đem lại lợi thiết thực cho cổ đông và đóng góp vào sự thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam. Xin thành cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe và thành đạt. Xin cảm ơn ông Nguyễn Liên Sơn. Ngay sau đây, ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Trần Tuấn Vũ, phó tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh lên sân khấu trao quyết định niêm yết và bài lưu niệm cho đại diện doanh nghiệp. Xin trân trọng kính mời ông Danny Lam, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Landmark Holdings lên nhận quyết định và bài lưu niệm của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Xin trân trọng. Chuyển qua hẳn bên kia đi, phải không ạ? Thực sự cơ bản thì trên các nước trên thế giới, Mỹ, Canada thì nó rất là phổ biến rồi.
và gần như là đến 9-20% thị trường trên toàn thế giới, và đó là định hướng của Elon Musk về mảng năng lượng xanh sạch trong thời gian tới. Về mặt bất động sản thì Elon Musk sẽ tập trung một số dự án ở mức độ vừa phải, nhưng mà nó mang yếu tố là phải thông minh, xanh sạch, có nghĩa là nó phải mang yếu tố năng lượng mặt trời và toàn bộ cái dự án là yếu tố thứ nhất. Thứ hai là phải bảo vệ thiên nhiên, có nghĩa là những mảng xanh và những cái dự án, và một số cái dự án nó có thể mang tính là căn hộ biểu hình hay là những cái tiện ích trong căn hộ. Đó là những yếu tố mà lên mặt tập trung thời gian tới và tạo ra một sự khác biệt trong cái sản phẩm bất động sản mà lên mặt tập trung vào trong thời gian tới. Thực sự mà nói thì để làm được những việc đó thì bản thân lãnh đạo lên mặt cũng phải nỗ lực hết mình, kể cả nhân viên cũng vậy. Thì cả cái quá trình mà bất kỳ một con người nào thì cũng tìm cộng sự tốt nhất cho mình để phát triển những dự án như thế này, để tạo cái tiền đề phát triển không phải cho doanh nghiệp, cho xã hội, mà cho cả cộng đồng, mà cho tất cả mọi người trong xã hội. Cuối cùng thì tôi xin cảm ơn chân thành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và các cơ quan báo chí đã đồng hành hỗ trợ lên mắt trong thời gian tới, trong thời gian hiện tại và trong thời gian tới. Cuối cùng tôi xin chúc cả quý đại diện sức khỏe, thành đạt và những ngày cuối cùng thật vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.
Thank you.